chết rồi. Gì vậy? Chết rồi. Hả? Ai chết? Tôi với ông chết chứ gì nữa. Thằng Tùng nó nghi ngờ rồi. Nghi cái gì? Nó nghi là tôi có dính líu tới cái vụ trộm nhà ông Hai đó. Nó lượm được chiếc dép mà bữa tôi bị dướng lại. Tưởng cái chuyện gì, nhiều khi nó chưa kịp nghi á là bà giặt áo cho người xem lưng rồi. Có những chiếc dép mà nhầm nhò gì, chuyện cũ quá lâu rồi mà, không cần phải sợ. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Bà làm gì, đi đâu sáng sớm vậy? Tôi đi mua thuốc cho thằng Đức, nó sốt từ hôm qua tới giờ. Mẹ nó sốt thôi mà. À, nó nghe nè. Cái gì? Hôm qua giờ bà thấy con gà của tôi không? Chiều hôm qua tôi bán con gà rồi. Cái gì? Bà dám bán con gà của tôi hả? Bà biết nó là con gà đã độ của tôi không? Sao bà dám bán nó? Chứ bây giờ tôi phải làm sao đây? Nhà thì không có gạo để ăn, con thì bệnh không có tiền mua thuốc, ông thì lúc nào cũng đi nhậu về nằm một đống đó. Tôi biết làm sao bây giờ? Mày làm sao thì kệ mẹ mày. Con gà của tao mà mày cũng dám bán hả? Bán cho ai? Ở đâu? Đi chuột về cho tao gấp. Tôi làm gì đủ tiền mà chuột? Mẹ mày! Mày gì thằng của quan? Mày dám bán con gà của tao? Điều à, mày liều lắm rồi. Bữa nay tao giết mày chết. Mày mày, mày dám bán gà của tao hả? Giết mày chết à? Tao giết mày, tao đánh mày. Cho mày chưa? Cho mày chưa? Đi ra. Mẹ con mày dám bán con gà, tao đánh mày chết luôn. Đánh mày mà ra. Đánh mày chết luôn, hết sốc luôn. Ông làm cái gì vậy? Ông muốn giết chết nó hả? Giết mày. Chết đi. Bao mày bao ra ngoài. Mày, mày dám đánh tao hả? Mày gan lắm rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi con, chạy đi, mày chạy nhanh đi, chạy hả? Đứng lại. Là thằng Năm Hớn á, nó đi ruộng về nghe nó phát hiện, chứ không thôi á thằng Mừng nó chết rồi. Không biết cái quân nào mà ác dữ vậy, đụng thằng nhỏ rồi không đưa nó lên bệnh viện, để nhỏ nằm đó rồi nó chạy mất luôn à. Ủa gì Tư, gì Sáu? Ủa Tùng, ai bị gì hả? Ủa mày không hay biết gì hả Tùng? Không, em có biết gì đâu. Trời ơi, nghe nói thằng Mừng á, con bà Út Na bị xe tông. Trời, rồi nó có sao không? Trời ơi, nghe nói nặng lắm, bà Út Na chở nó đi bệnh viện huyện rồi. Cảm ơn hai chị nha. Không sao, anh có chuyện gì thì anh nói đi, anh đừng có ngập ngừng như vậy. Tôi muốn xin ông Hai nghỉ phép một buổi, mà không có ông Hai ở nhà nên tôi... Anh có việc gì thì anh cứ đi đi, lát tôi nói ông nội cho. Mà bộ nhà anh có chuyện gì hả? Không, chỉ là em của Lan bị tai nạn, cho nên tôi muốn lên bệnh viện coi làm sao. Vậy anh đi đi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi đi cái chiều tôi về tôi làm hết công chuyện nha. Anh cứ đi đi, yên tâm. Cảm ơn cô, tôi đi đây. Mà anh đi bằng cái gì vậy? Hay là lấy xe đạp của tôi đi đi cho nhanh. Cảm ơn cô. Má. Hả? Má. Hả hả? Má ở đâu vậy? Lên trạm xá. Gì vậy má? Thằng Đức nó bị gãy chân rồi. Má lên xe con chở má đi. Còn nhiều lắm đó, anh ăn thêm nữa đi. Tôi no lắm rồi. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món bánh xèo ngon như vậy á. Cảm ơn cô nha.
Tôi mới là người cảm ơn anh mới đúng. Anh cứu sống tôi, giúp đỡ tôi, rồi còn nhường nhà cho tôi ở nữa. Không có sao đâu, cô đừng có bận tâm. Sao lại không bận tâm chứ? Tôi với anh, hai người xa lạ, ngay cả tên của tôi anh còn không biết nữa. Vậy mà... Vậy cô nói cho tôi biết đi, tên của cô là gì? Tôi tên Lan. Ba mẹ tôi mất sớm, tôi phải ở với mợ từ nhỏ. Nhà mợ tôi cũng ở gần đây nè, nhưng mà tôi không thể về đó nữa rồi. Tôi cũng không thể ở đây lâu được. Mấy ngày nay tôi làm phiền anh nhiều lắm rồi. Tôi xin phép anh cho tôi được rời khỏi đây. Nhưng mà cô đã có nơi nào để đi chưa? Chưa, nhưng mà tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ đi loanh quanh ở đây. Tôi tìm những nhà nào cần người giúp việc á, tôi sẽ xin vô đó làm. Hoặc là ở chợ cũng có nhiều người cần người phụ việc. Việc gì tôi cũng có thể làm được hết á, anh đừng có lo. Cô cứ từ từ đi, để tôi kiếm việc rồi tôi giới thiệu cho cô. Tạm thời cô cứ ở đây trông nom nhà cửa giúp tôi, như vậy có được không? Tôi biết là anh muốn giúp đỡ tôi, nhưng mà mấy ngày qua tôi đã làm phiền anh nhiều lắm rồi. Tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa. Thật lòng thì tôi rất muốn cô ở lại đây, mong cô đừng từ chối. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tại vì cô rất giống một người. Nhất định là mình phải tìm gặp thằng đó. Kỳ này nó sẽ không thoát khỏi tay của mình đâu. Anh Ba. Ủa, Tùng hả? Tới có chuyện gì không? Anh có còn là con người nữa không hả? Tại sao anh đánh gãy chân thằng Đức? Đã vậy anh còn không lên bệnh xá thăm hỏi nó. Anh làm ba kiểu gì vậy hả? Thằng Đức hả? Ai là ba của nó? Nó chỉ là thằng con quái. Anh đừng có ăn nói hồ đồ nha. Chị ba tôi xưa nay ham mê cờ bạc thì có, nhưng không phải là loại đàn bà lang chạ. Anh đừng có vu khống để mà biện hộ cho mình. Tao không bao giờ vu khống cho cái thằng nào con nào cả. Cái câu chuyện này tao đã ấm ức trong lòng của tao lâu lắm rồi. Nhưng nếu ngày hôm nay mày muốn hỏi á, tao quịt tẹt nó ra luôn. Là sao? Chuyện này là sao? Ê, tao nói cho mày biết, thằng Đức nó là thằng con quan. Nó là thằng con quan, không phải con của tao. Không thể nào, không thể nào có chuyện này được. Không tin à? Mày hỏi điệu. À không, mày hỏi má mày. Nhưng tao nói cho mày biết, tất cả mọi sự việc bắt đầu từ mày. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới ngày cưới của chúng tôi. Thì cô ấy phát bệnh, một căn bệnh nan y không có thuốc chữa. Cô ấy đã rất kiên trì để chống chọi, nhưng cũng không qua khỏi. Cho tới giờ phút cuối, cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi với ánh mắt cầu cứu. Nhưng tôi chỉ biết bất lực. Tôi chỉ biết nhìn cô ấy ra đi trong đau đớn. Tôi đã không giúp gì được cho cô ấy. Tôi thật là vô dụng. Anh đừng có tự trách mình nữa. Chắc chắn là chị ấy sẽ hiểu cho anh mà. Được sống là điều vô giá, cho nên cô đừng bao giờ vì một điều gì đó mà hủy hoại bản thân của mình. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Từ lúc con Điểu đã bị sảy thai, không còn khả năng sinh nở,
thằng Trung nó buồn bực, đâm ra mê cờ bạc, đề đốm. Hễ vui thì thôi, mà hễ có chuyện nó lại cắn đắng con Điểu. Con Điểu cũng đâm ra mê cờ bạc đó con. Thằng Đức thì nó trở thành cái gai trong mắt của thằng Trung. Còn con Điểu, cứ mỗi lần nó nhìn thấy thằng Đức là nhắc cho nó nhớ lại chuyện cũ. Trời ơi, sao từ đó tới giờ ba không nói cho con biết? Phải chỉ tối hôm đó con không vắng nhà thì mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy. Tất cả là lỗi tại con hết. Con à, tía má đã giấu kín chuyện này để cho con Điểu nó không mặc cảm và xấu hổ với mọi người. Con cũng đừng tự trách mình nữa, nghe con. Anh Tùng. Cô Trang Đài, anh có gặp chị Lan không? Tình hình của em chị sao rồi? Tôi có lên bệnh viện huyện nhưng mà không có gặp. Hèn chi, tôi thấy từ lúc anh về anh lạ lắm. Mà anh có biết thêm tin tức gì không? Hồng ấy, anh chạy lên bệnh viện thị xã coi thử, nếu không á thì lên bệnh viện tỉnh tìm. Hay là tôi xin ông nội cho tôi đi theo để giúp anh nghe. Không cần đâu cô, công việc ở đây cũng bộn bề quá. Với lại tôi không muốn làm phiền ông hai. Không sao đâu mà. Không cần thiệt mà, tôi đi làm tiếp đây. Chị có muốn anh Tùng sau này sẽ trở thành một người đàn ông có nghề nghiệp vững chắc, có địa vị xã hội không? Nếu mà anh Tùng cưới một người khác khá giả hơn chị thì cuộc đời của anh sẽ được thay đổi. Mình không còn xứng đáng với anh Tùng nữa, mình phải chủ động rời xa ảnh thôi. Xin lỗi cô Lan nha, tôi về trễ khiến cô phải đợi. Dạ đâu có gì, chỉ là cơm canh ngồi lạnh hết rồi, để tôi xuống hâm lại cho anh ăn. Không nha. Cần đâu, để lát đi. Cô coi tôi mua gì cho cô nè. Anh mua gì vậy? Cô ngồi xuống đây coi đi. Cô coi đi. Trời đất ơi, anh lại mua đồ nữa hả? Mấy bộ đồ lần trước á, anh mua cho tôi còn chưa có tiền để trả lại cho anh nữa. Trời trời, cái gì mà trả lại? Cô nói vậy cô không sợ tôi buồn hả? Hôm bữa tôi không dám mua nhiều vì sợ cô mặc không có vừa, nhưng lần này tôi căn cứ vô mấy bộ đó nên tôi mua được rồi. Chỉ sợ là không biết cô có thích hay không thôi. Dạ tôi thích chứ, tôi thích lắm á. Nhưng mà mấy năm nay tôi sống có một mình à, ăn uống thì thất thường, nhà cửa có khi cả tuần tôi mới dọn một lần. Từ khi có cô về giúp tôi có những bữa ăn thật là ngon lành, ấm áp, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Tôi xin được coi cô như là em gái vậy đó. Cô đừng có khách sáo, tôi buồn đó. Dạ. Nè, cô coi đi. Cô coi cái này có vừa không? Nè. Uống miếng nước nè. Cảm ơn anh. Em hôm rồi thấy em đi qua bên nhà ngoại bé Đào hoài. Có chuyện gì hả? Ba má khỏe không? Ông bà ngoại bé Đào khỏe ru à. Tại thấy em đi qua bển hoài nên anh hơi lo. Em qua bên ba má là để mượn tiền ba má. Gì? Mượn tiền hả? Không lẽ nhà mình... Không phải như anh nghĩ đâu. Nói chung á, làm tính á, là sắp xếp tính toán đâu vô đó rồi mới nói cho anh hay. Mà thôi sẵn em nói luôn, anh nhớ cậu Lâm không?
Cậu Lâm coi nhà đất á, anh nhớ không? Ờ, nhớ nhớ. Sao? Cậu rủ em hùng vốn với cậu để làm cái vụ affair này lớn lắm, ngon lành lắm. Affair gì? Thì hai anh em hùng vốn với nhau mua hết mấy cái dãy ruộng mà chạy dọc theo từ cầu Mùa U xuống Xóm Giá đó. Trời ơi, mấy dãy ruộng đó xấu quắc mà mua làm gì? Anh chưa có nói gì mà nói vậy hết trơn rồi. Cậu Lâm á, cậu có tay trong làm trong ngành địa chính nên cậu biết á, có những cái dự án quy hoạch đô thị sắp tới á nha, thị xã của mình nè sẽ được mở rộng ra thêm mấy cái xã vùng ven nữa, nhiều nhà máy xí nghiệp sẽ mọc lên trong cái khu Xóm Giá, rồi cái con đường mà từ cầu Mùa U mà chạy vô trong Xóm Giá nó sẽ được mở rộng ra thành đường lớn 2-3 làn xe luôn. Nếu như á, mà em với cậu Lâm á, mà mua được hết cái dãy ruộng ở khu đó, trời ơi, chỉ có 1-2 năm nữa thôi là nó ngon lành lắm anh ơi. Mà nếu như á, mà vô được cái affair lớn này á, em không có cho vay nữa, nghỉ ở nhà dưỡng sức. Mà vô được cái affair lớn này á, em không có cho vay nữa, nghỉ ở nhà dưỡng sức. Nghe em nói thấy hàm thiệt á. Nhưng mà làm gì làm nhớ cẩn thận, có chừng ta gạt nghe chưa. Chà, ai mà gạt được em. Em không gạt người ta thôi chứ. Nhưng mà anh biết không, em cũng để ý rồi. Ta nói mấy năm nay á, mà cậu Lâm đó đó, cậu rờ vô miếng đất nào thì miếng đất đó thành miếng đất vàng. Với lại cái nguồn tin của cậu á, chính xác 100%, nên em mới chịu hùng vốn chứ. Mà làm ăn á, có giấy tờ đàng hoàng, chứ đâu phải nói miệng đâu mà anh lo. Anh không có rành mấy cái chuyện làm ăn lớn, nếu em thấy được thì em cứ làm, anh không có ý kiến gì hết. À, em mua mấy gì ruộng đó tốn nhiều tiền lắm, em xoay nổi không? Thành thử ra mấy bữa nay á, em cứ phải chạy dạy qua bên bà ngoại anh bé Đào. Lớp á, mượn tiền ba mẹ em. Lớp á, thì mượn thêm mấy đứa em nữa cho nó đủ. Rồi tụi nó có chịu không? Anh em nhà em không giống anh em nhà anh. Với lại á, em có mượn không đâu. Em mượn á, em trả lời lãi rõ ràng sòng phẳng, vậy á, cho nó không mít lòng. Mấy nay á, em cũng rút vốn lại hết rồi, còn để lại có mấy dây cho dai thôi, để kiếm tiền chợ. Còn nhiều á, kỳ này á, em đầu tư hết vô cái vụ này, cái nghề cho dai á. Thấy vậy chứ đâu phải vậy, mệt mỏi lắm chứ bộ. Ờ, hồi sáng em đi ra chợ á, nghe Đức nó bị gãy chân. Cái gì? Cái gì mà ghê vậy? Là anh qua thăm nó cái nghe. Nói làm hết hồn tới lương tập rồi. Nghe rồi, kêu cái gì, nói cái gì? Con muốn nói với nội á, là con đã chuẩn bị cơm xong rồi. Cơm của nội con để trong tủ, nếu mà chiều nay con có về trễ á, nội cảm thấy đói bụng thì nội có thể ăn trước. Làm như tôi con nít vậy đó, cái gì cũng dặn hết, tới cái chuyện ăn uống vậy cũng dặn. Còn nữa, cái chai nước cơm rượu á, con để trên kệ bếp, khi mà nội ăn no bụng rồi á, thì nội phải uống chai nước đó vô để tiêu hóa cơm nhé. Đi có một buổi à, làm như đi một tuần lễ rồi, nó dặn cả đống luôn á, làm sao mà nhớ nổi. Không có cười. Coi, giờ này còn đứng đây chưa vô thay đồ thay đạt hả? Nhưng mà nội, tự nhiên nội kêu con đi với anh Sơn làm chi vậy? Con đâu quen biết bạn bè của ảnh đâu, ngại chết. Tuổi trẻ cần phải mở rộng tầm mắt, không những cái dịp như vậy cần thiết cho con lắm. Mà nếu có chuyện gì á, là có anh Sơn con đỡ đần hết rồi, con đừng có lo, hiểu chưa? Đi đi, đi vô thay đồ đi. Bây giờ nói nghe không? Trời đất ơi, bây giờ nói không nghe hả? Mày đừng có tưởng là nội không có dám quýnh mày nghe, nghe không? Con xin lại Đức Phật, xin phù hộ cho gia đình của các con lúc nào cũng được hạnh phúc, êm ấm, tai qua nạn khỏi. Con xin lại Đức Phật, cho con được đổi mấy năm tuổi thọ còn lại của con, để cho thằng Đức cháu ngoại của con được hoàn toàn bình phục. Thank you.
Đem vô đây con. Dạ. Rồi, để đây nè. Con rã luôn nha ông. Rồi, rã luôn đi. Đài ơi. Dạ. Sơn ơi, xuống đây con. Dạ, con xuống liền đó nội. Nội. Nè, lát nữa đó lựa mấy nải chua ngon đó gửi anh Sơn đem về biếu hai bác ha. Dạ, con biết rồi nội. Cái gì mà mày cứ lò mò với cái lắc này hoài vậy? Thì tại cái lắc của con bị hư chốt á nội. Rồi bỏ ra đi rồi, đi lo lựa chuối rồi để cho anh đem về đi để trễ nè. Dạ. Ông nội. Hả? Ông nội cứ gửi quà này nọ lên cho ba mẹ con ngại quá. Ôi, có gì đâu con ơi, chút quà quê. Dạ. Con coi lẹ lẹ lên để anh con về trễ nghe con. Dạ, con biết rồi nội. Ha. Dạ, con coi đem về cho kịp ha. Dạ. Vậy anh lấy cho tôi nải này, nải này, nải này. Rồi cắt thêm cho tôi nải này nữa nghe. Trang Đài, em lấy ít thôi, anh lấy một nải hả? Trời ơi, ông nội la em chết đó. Anh chợ đâu có hết. Vậy anh lấy hai nải này hết. Để em đem ra xe cho anh. Cảm ơn em. Anh bán cái này hả? Xe của ai không? Xuống. Tất nhiên, tôi biết xe của chú mà. Tôi ngồi chờ chú. Anh biết tôi. Anh là ai? Chú không cần biết tôi là ai. Tôi biết chú là được rồi. Anh nói vậy là sao? Tôi có chuyện muốn nói với chú. Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Mà bây giờ nó không quan trọng nữa. Né né cho tôi đi. Khoan đã, tôi chưa có nói xong mà. Chuyện này quan trọng lắm. Chuyện này nó liên quan tới thằng Mừng. Thằng Mừng nào? Thằng Mừng là cái thằng mà nó bị tông xe. Chỉ có tôi biết thủ phạm là ai thôi. Ê, ăn có thể ăn bậy, không có nói bậy được đâu nha. Thằng Mừng là thằng nào? Đụng xe là sao? Còn thủ phạm nữa? Thằng Mừng nó bị người ta tông xe, nó nằm một đống. Xong rồi cái thủ phạm bỏ chạy. Cái vụ này tôi mà báo công an một cái, chắc chắn công an sẽ điều tra. Thôi, chú quan tâm hả? Anh muốn gì? Chú đã biết hợp tác rồi đó. Tất nhiên, có gì quý hơn tiền không? Gì vậy? Tôi là ăn mài hả? Nhưng mà thôi, chắc tại chú chưa có chuẩn bị đúng không? Coi như tôi cầm tiền này là tiền cà phê nhân dịp ngày đầu tiên gặp nhau hả? Nhưng mà lần sau á, khi mà tôi gặp chú, chú phải chuẩn bị cho tôi kỹ càng hay chưa? Đi đi. Xin chào, khỏe à. Nè con, Trang Đài. Dạ. Kiếm cái gì vậy? Con đang kiếm chiếc lắc. Chiếc lắc gì? Mà rồi để ở đâu mà tìm mà kiếm? Thì lúc chiều á, nội kêu con xuống đây. Cái xong nội kêu con, cái con tháo chiếc lắc, con để lên bàn. Rồi con phụ anh Tùng rã chuối. Con không thấy đâu nữa. Không thấy. Ôi trời ơi trời, Trang Đài ơi. Con chưa có già hơn nội mà sao con lẩn thẩn dữ vậy con? Ráng mà nhớ lại cái coi. Chứ cái lắc là mày để ở đâu rồi nó còn ở đó chứ. Ai lấy mất làm cái gì không biết nữa. Mà rồi sao? Hổm mà mất dây chuyền. Nay mất cái lắc, rồi tới mai, tới mốt, tới bữa kia đó, rồi mất tới cái gì nữa ha. Riết rồi ta hết biết bay luôn á ha. Nội, nhưng mà con có muốn đâu. Chị ba, em đem hộp sữa qua, chị pha cho Đức uống cho mau lấy lại sức nha.
Bây giờ em chỉ có nhiêu đây thôi, chị cầm đỡ đi. Khi nào có nữa em sẽ đem qua thi. Bác sĩ nói chân đứt gãy nhẹ thôi, xương đít nó mau lành lắm, chị đừng có lo quá nha. Mày, chị ba, em xin lỗi chị về tất cả nha. Sao mày xin lỗi tao? Anh ba đi nhậu chưa về hả chị? Ổng đi về giờ nào chỉ có trời mới biết thôi. Chị ba. Gì? Thằng Đức dù gì cũng là con của chị. Chị đừng có ghét bỏ mà tội nghiệp đó nha chị ba. Con nhìn thấy Trang Đài để chiếc lắc ở trên bàn, trước khi ngồi xuống lựa mấy nải chuối. Không có chuyện rớt mất ở chỗ khác đâu ông nội. Vậy thì lạ thiệt, nó mất đường nào chứ? Lúc Trang Đài đưa con ra sân, còn một mình cậu Tùng ở trong bếp. Có khi nào? Không không không, thằng Tùng đã ở đây hơn một năm, nó chưa hề làm điều gì phiền lòng ông hết. Ông không nghĩ nó là người? Con biết ông luôn muốn nghĩ tốt cho người khác. Mà ông bà ta có câu á, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Người như cậu Tùng, người quen đường cũ cũng đúng mà ông. Làm sao anh có thể khẳng định anh Tùng làm điều đó? Lúc em đưa anh ra trước sân, trong bếp chỉ còn mỗi cậu Tùng. Không phải cậu Tùng thì còn lại? Ông cũng không muốn tin như vậy, nhưng mà bây giờ cả hai đứa bay đó khẳng định chiếc lắc để chỗ đó, thì cái khả năng đó không phải thằng Tùng lấy, thì ông cũng không biết nghĩ cho ai bây giờ. Nội, anh Tùng anh không có lấy đâu mà nội. Hay em nghĩ anh là thủ phạm? Sáng giờ anh đi ngoài đường á, anh có nghe chuyện của thằng Tùng chưa? Rồi. Cái thằng thiệt á, hết thuốc chữa, ăn trộm đồ nhà của người ta. Người ta không bắt đem bỏ tù, người ta tha cho, người ta đem về, người ta lo cho cái cuộc sống như vậy, không biết ơn, rồi bây giờ lại đi ăn trộm tiếp. Ta nói là sớm mơi đi ra chợ, người ta bàn tán rùm trời vậy đó. Thiệt chứ, cái thằng em anh nó làm tôi nhục ơi là nhục. Ta nói thiệt á, có cái lỗ nào mà dưới đất á, tôi chui đầu xuống tôi trốn liền á. Em à, em đã từ nó rồi, em cứ coi nó như người dân đi. Tôi thì coi vậy, nhưng mà thiên hạ họ có nghĩ vậy đâu. Cứ nắm tôi, kéo tôi, hỏi hết chuyện này tới chuyện kia, rồi vừa quay lưng đi là có người nói xấu sau lưng liền. Thôi, anh nghĩ như đó đủ rồi. Nội, sao chị nhà mình bị mất cấp, ở ngoài ai cũng biết hết trơn vậy nội? Ủa vậy là sao? Thì lúc nãy con vừa ra chợ, người ta gặp con ai cũng hỏi hết. Người ta chỉ đích danh là anh Tùng lấy chiếc lắc của con. Vậy hả? Trong khi đó anh Tùng anh còn chưa biết chuyện có mất chiếc lắc mà nội. Hay là thằng Tùng nó đem chiếc lắc đi bán rồi người ta biết? Không có đâu nội, con tin á là anh Tùng anh không có làm chuyện đó đâu. Con dựa vào đâu mà dám khẳng định cái điều đó? Thì tại con tin ảnh. Con tin nó? Dạ. Con có biết là con khác trước nhiều không? Lúc trước á, con luôn phản đối nội. Con nói rằng không bao giờ con tin là thằng Tùng nó có thể sửa chữa được lỗi lầm. Vậy mà bây giờ thì tại vì lúc đó
Con chưa hiểu anh Tùng nhiều mà nội. Bây giờ con hiểu rồi hả? Dạ. Hiểu tới đâu? Khoan, nội còn chưa nói với con một điều. Điều gì vậy nội? Nội nghe người ta đồn là nó luôn tìm cách tiếp cận con để mà quyến rũ con, đúng không? Không có đâu nội. Anh Tùng anh có người yêu rồi nội. Nội đừng nghe người ta nói bậy. Thôi con vô nấu cơm nghe nội. Sao có thể trùng hợp vậy ta? Có khi nào thằng Tùng nó bị đổ quán? À mà không đâu, thằng nhóc kia nhà giàu, cần gì phải trộm cắp. Phải rồi, có thể thằng nhóc đó không ăn cắp vì cần tiền, mà là vì muốn đổ thừa cho thằng Tùng. Hay, phải công nhận là mình thông minh thiệt. Dữ thần không? Bữa nay mới thấy ở nhà tới giờ này. Sáng giờ bà nghe tin gì chưa? Tin gì? Thằng Tùng, thằng em trai yêu quý của bà, lại ăn cắp đồ nhà ông Hai, rồi bây giờ bị người ta bắt, làm mẫu không công đến tàn đời rồi. Ông nói thiệt hả? Ông lẽ tao nói sao? Khúc. Ai nói với chị chuyện đó? Tao nghe anh ba mày nói, cả chợ đồn âm lên chuyện đó. Tao chạy ra chợ dò la thử á, thì đúng thiệt là... Tục, có phải vì mày muốn có tiền cho chị mà mày... Tôi không có làm gì sai hết, chị đừng có lo. Nhưng mà... Tôi sẽ về hỏi cho rõ chuyện này. Chị về lo cho ông Đức đi. Tôi không có làm gì sai hết, cho nên sẽ không sao đâu. Thiệt lòng, ta cũng muốn nghĩ là mày không có lấy chiếc lắc đó, vậy thì nó mất đi đâu hả? Phải chứ con Trang Đài nó không nhớ rõ thì còn có thể nghĩ là nó làm rớt ở đâu đó. Đằng này ta cũng rất là phiền lòng khi mà cái câu chuyện không hay này nó lan truyền ra bên ngoài một cách nhanh chóng ra như vậy. Bằng cách nào chứ? Dạ thưa ông Hai, dù ông Hai có tin hay là không tin thì con cũng dám khẳng định là con không hề thấy chiếc lắc đó đâu hết đó. Hôm bữa con đem buồn chuối vô á thì con không có để ý, nhưng sau khi con rã buồn chuối ra xong á thì chính tay con đặt nơi chuối lên bàn, lúc đó con không thấy chiếc lắc nó đâu hết đó. Nói như bây vậy có nghĩa là con Trang Đài nó nhớ lầm đúng không? Con không dám nói như vậy, con chỉ muốn nói những gì mà con biết con thấy thôi. Cái chuyện này nghe ra càng ngày nó càng lạ nha. Con Trang Đài thì nó khẳng định là nó lột cái chiếc lắc ra nó để ở trên bàn á. Thằng Sơn cũng nói là thấy cái chiếc lắc nằm ở trên bàn chỗ đó. Vậy mà bay nói là bay không thấy chiếc lắc đó, vậy thì nó biến mất đi đằng nào? Nội, anh Tùng anh không có lấy đâu mà nội. Còn nói đi, chiếc lắc nó mất bằng cách nào, mất ở đâu hả? Nội, nội cho con thời gian nha, con sẽ tìm bằng chứng chứng minh là anh Tùng vô tội. Được, nội cũng muốn tin như vậy hả? Cô có chắc là không cần tôi đưa cô đi hay không? Tôi muốn đi một mình. Tôi còn một vài việc phải giải quyết nữa. Anh đừng lo cho tôi. Cô sẽ quay trở lại chứ? Anh hứa là sẽ giúp tôi tìm việc làm mà. Sao tôi không quay trở lại được chứ? Thôi tôi đi nha. Cô đi đường cẩn thận nha. Tôi biết rồi. Cô Lan à, cô hãy hứa với tôi, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được làm hại bản thân đó. Tôi hứa, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Anh đừng có lo cho tôi. Tôi đi nha. Cảm
Cảm ơn cô Trang Đài đã tin tưởng tôi không phải là người ăn cắp giết lắc. Thiệt ra thì ông nội tôi cũng không nghĩ anh là người lấy chiếc lắc. Mạnh Tùng nè, anh có nhớ kỹ là lúc anh xếp chuối lên bàn, anh không còn thấy chiếc lắc nữa hả? Chính xác là như vậy. Không phải tôi nói vậy là để chối tội đâu. Tôi biết, tôi tin anh mà. Anh yên tâm nghe, tôi sẽ tìm hiểu kỹ vụ việc này để trả lại sự trong sạch cho anh. Chờ tôi nghe. Cảm ơn cô nhiều lắm. Chuyện đó có chính xác không vậy chị hai? Sao không chính xác? Người ta đồn rùm khắp làng khắp xóm kia kìa. Má ơi má, má ra đây má nghe chuyện này nè má ơi. Má ơi má. Chuyện gì vậy con? Anh Tùng á má, ảnh chú Tùng, đứa con trai hiếu thảo nhất của má, không chừng phen này được ông Hai Trượng đưa đi cải tạo luôn đó má. Nó lại làm chuyện gì nữa hả? Thì ăn trộm đồ nhà người ta, bị người ta bắt chứ gì. Không thể có chuyện đó đâu. Cái gì mà nó không dám làm? Nó mà sợ ai? Đêm hôm á, nó còn cậy cửa vô nhà người ta ăn trộm đồ, huống hồ chi đồ đạc mà để sơ hở trước mặt nó, sao mà nó bỏ qua nổi? Đúng là cái thứ gì đâu, chết cũng không bỏ cái tật. Không, nó bị quan. Bị quan mà. Bác nữa đó, lựa mấy nải chua ngon đó, gửi anh Sơn đem về biếu hai bác ha. Dạ, con biết rồi nội. Cái gì mà mày cứ lò mò với cái lắc này hoài vậy? Thì tại cái lắc của con bị hư chốt quá nội. Rồi bỏ ra đi, rồi đi lo lựa chuối rồi để cho anh đem về đi để trễ nè. Dạ. Ông nội. Hả? Ông nội cứ gửi quà này nọ lên cho ba mẹ con ngại quá. Ôi, có gì đâu con ơi, chút quà quê. Rõ ràng là mình để chiếc lắc ở đó mà, nhưng khi xong việc anh Tùng lại không thấy. Vậy là anh Sơn, chỉ có thể là anh Sơn thôi. Nhưng mà làm sao có thể chứng minh với ông nội đây? Ông nội rất thích và tin tưởng anh Sơn nữa, nhưng mà mình thì thấy anh Sơn rất là đáng nghi ngờ. Nghĩ mày có thể trốn được tao sao? Dạ, làm sao dám trốn anh được. Chẳng qua mấy bữa nay em mắc công chuyện, anh thông cảm cho em nha. Mày tưởng mày gạt được ai hả? Một thằng thất nghiệp như mày thì lấy gì mà có công chuyện chứ. Dạ anh à. Dạ anh. Hỏi, tao chỉ cần mày thanh toán đủ số tiền mà mày đã nợ tao. Anh em đâu có trốn anh đâu. Anh ráng thư thả cho em về hôm đi. Em làm xong hết công chuyện á, em sẽ trả vốn lẫn lại cho anh nha. Anh thông cảm cho mày. Không được, tại vì mày đã vi phạm hợp đồng thì tao phải thu hồi lại toàn bộ số tiền mày đã nợ tao. Anh đi tao đâu? Anh đi. Gia đình của em ở đây làm sao không trả được? Không lẽ em gạt tiền anh? Tại em đang gặp chút chuyện, em vừa quyết xong á, trả liền. Dạ. Dẹp mẹ mày đi. Mày định gạt ai hả? Mày nhìn tao nè. Mày nghĩ mày gạt được ai hả? Mày tưởng tao không biết gia đình mày đang phá sản rồi sao? Kể cả cái căn nhà này nè, gia đình mày cũng đã bán cho người khác rồi. Mày tưởng tao không biết hả? Anh biết không có chuyện. Anh làm lần lần như vậy á, sống bằng em anh cũng không được gì. Thôi, thông cảm giùm em. Dạ hôm cho em nha. Nha, nha anh. Vậy nha anh. Thông cảm giùm em, giúp đỡ giùm em đi. Nha. Được. Tao cho mày thời gian thêm ít bữa nữa. Nếu tao quay trở lại mà mày không có tiền trả hết cho tao thì mày đừng có trách. Dạ. Cảm ơn anh. Nhớ đó. Tưởng đâu phen này trúng mắt. Ai dè giết người phải đền mạng. Đây là chuyện lớn, chắc chắn nó phải chạy dại cào cấu chỗ khác để bịt kín miệng mình thôi. Dạ ông Hai ơi, ông Hai thà lỗi cho thằng Tùng. Nó không phải là đứa ăn cắp đâu ông Hai ơi. Con xin lấy sinh mạng của con ra mà bảo đảm điều đó. Không phải, nó không phải là đứa ăn cắp đâu. Thím đứng lên đi rồi nói chuyện. Tôi biểu đứng lên cho đàng hoàng rồi nói chuyện. Đứng lên. Ngồi xuống đó.
nước đi rồi nói. Dạ. Sao? Ông Hai là người ơn của má con. Thằng Tùng nó không phải là người lấy oán báo ân đâu. Sao? Thím dám bảo đảm với tôi thằng Tùng nó không phải là đứa ăn cắp phải không? Hả? Dạ. Con là mẹ của nó, tánh tình nó sao con hiểu hết. Nó là đứa mà người ta chưa cho phép thì một cọng hành, một trái ớt nó cũng không dám lấy đâu. Vậy chứ còn cái chuyện mà nó ăn cắp cái bình để nó về trong cái căn nhà này nó ở tới giờ phút này là sao hả? Chuyện đó Thím nói sao? Dạ chuyện đó. Dạ. Thím có biết là con trai của Thím hả nó đang gánh tội cho ai không? Dạ. Ai, vậy là sao? Ai đã nói ông Hai biết? Thím cũng biết đúng không? Dạ. Hả? Vậy là cái chuyện này nó cũng có thiệt đó chứ phải không? Tôi cũng đang rất tò mò. Tôi cũng muốn biết cái người mà thằng Tùng nó đang cố bảo vệ đó là ai. Thím bình tĩnh nói cho tôi nghe. Dạ con xin lỗi, con không nói được. Nói. Con không nói. Nói. Con không nói được. Hả? Dạ con. Thím sao à? Bộ thím không thương con trai thím sao? Hả? Lan. À, chị Điểu. Thằng Mừng nó sao rồi? Có biết cái người gây ra tai nạn chưa? Thằng Mừng bị sao hả chị? Trời, em không biết gì hết hả? Chứ mấy bữa nay em đi đâu? Mọi người ai cũng tưởng em với dì Út ở trong bệnh viện lo cho thằng Mừng chứ. Thằng Mừng có sao không chị? Mấy bữa nay em đi làm không có ở nhà. Em không biết gì hết trơn á. Thằng Mừng nó bị xe tông, nghe nói nặng lắm. Mà cái thằng tông xe á, bỏ thằng nhỏ nằm giữa đường mới ác nhân chứ. Chị, rồi mà Út em với thằng Mừng đang nằm ở đâu vậy? Chị biết không? Không biết nữa. Bữa thằng Tùng có chạy lên bệnh viện huyện kiếm mà không thấy. Mà em không biết chuyện của thằng Tùng hả? Anh Tùng sao hả chị? Cô Trang Đài bị mất cái lắc đeo tay, mọi người ai cũng nghi là nó lấy. Cho dù mà Út đối xử với mình tệ, nhưng mà lúc này mình không thể bỏ mặc thằng Mừng, bỏ mặc mà Út được. Tùng thì sao đây? Mình có cần phải nói chuyện với ảnh như dự định không? Không, mình không gặp sẽ tốt hơn. Có lẽ vì mình mà anh Tùng mới bị chị Trang Đài đổ tội. Chị Trang Đài nói đúng, muốn tốt cho anh Tùng thì mình phải rời xa ảnh. Mình cũng đâu còn xứng đáng với ảnh nữa. Con mới hái cho má nè, má đem về nhà ăn nha má. Má đừng lo cho con. Tùng ơi, sao mà cái số của con nó trắc trở vậy con? Thời hạn ở nhà ông Hai chưa hết, mà bây giờ con lại gặp chuyện không may nữa. Má, con không làm chuyện gì sai trái với lương tâm hết, cho nên con tin nhất định ông trời sẽ tìm ra sự thật cho con mà. Má xin lỗi con, tại má mà. Má đừng như vậy nữa, con có sao đâu. Thôi má về. Dạ má về nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Ăn uống đầy đủ đó. Dạ con biết rồi má. Thank you.
mày về. Mày ghé nhà bà Tám. Mày quất bày dịch nhà bà Tám luôn. Mất rồi. Đó là biểu thôi. Như vậy. Ai mất dạy. Hồi nãy ở trong quán làm gì mà tụi bay kênh đâu rồi hả? Tụi bay muốn cái gì gặp tao nè. Tao tách hai mày mới dám làm gì tao hả? Đồ ngu. Mày đừng có tách tụi tao hết chưa? Mà tụi tao có làm gì mày? Mà mày chửi tụi tao à, tao nói cho hai thằng chó tụi mày biết rồi chưa? Đừng có bao giờ khi thường tao nghe. Thằng Trung này không dễ bị ăn nghiệp đâu. Tao nói vậy là muốn dạy cho hai đứa bay một bài học. Đồ ngu chó. Ê, mày dám chửi anh Tư là con chó hả mày? Hả mày? Nó xỉn rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Chấp đó. Đâu? Hai thằng con chó đứng lại mày. Em. Thôi bỏ đi. Hả? Tụi mày sợ tao hả mày? Em. Lại đây. Tư. Hả mày? Tao mày. Chấp. Mày. Mày. Chó hả? Hả? Tao hả? 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 Đi cơ mày, biết tao là ai không mày? Tao làm tội mày nè. Anh ơi, mấy cậu ơi, mấy cậu ơi, mấy cậu, mấy cậu ơi, mấy cậu ơi, đừng, đi ra đi. Mấy cậu thả cho tôi, mấy cậu thả con rể tôi đi. Tôi lại mấy cậu. Nói cho mày biết nha, hôm nay không có bà già này á. Làm sao? Ngày này là năm giỗ của mày đó. Mày biết không? Thằng chó. Đừng nữa. Về mày ơi. Cậu ơi, đừng mà. Trời ơi, cậu ơi. Bỏ đi. Về. Đang về dễ dễ. Ghen điên này. Con ơi, con có sao không con? Con có sao không con ơi? Có ai? Cứu. Cứu giúp với. Má thấy trong người sao rồi má? Không không, má thấy không sao đâu. Con lo cho thằng Trung kìa. Nó rèm hết mình mẩy nó đó. Thôi đâu mà lo cho thằng chả. Bài đặt ăn nhậu say xỉn, rồi còn kiếm chuyện đánh nhau nữa. Có chết cũng đáng. Tự nhiên má xong vừa chi cho cực vậy má? Con cứ nói vậy nghe sao được con. Nó là con rể của má. Không lẽ giờ thấy người ta đánh nó mà má làm ngơ? Thôi má về, chứ không thôi trễ nghe má, con. Hay là bữa nay má ở lại nha má. Má không có nói với vợ thằng Lộc. Má không về vậy rồi nó thức đêm, nó chờ, nó lo. Má tưởng nó lo cho má lắm. Ờ, ráng chăm sóc thằng Trung. Gặp Đức á, nói khi nào ngoại rảnh á, ngoại về, ngoại ở đêm, ngoại ngủ chung với nó ngang con. Má. Hả? Má về cẩn thận nha má. Ờ. Má, con thấy má cứ lo làm mấy chuyện bao đồng không à. Rồi lỡ như bệnh tật gì lại về báo hại vợ chồng con nữa. Má không sao đâu con. Mà má, con thấy má cũng thương anh chị ba lắm mà. Sao má không ở bên anh chị ba đi? Ra nhà con chi vậy má? Bởi vì... là gì? Chỉ là con thấy con còn vụng về quá, không biết trò chuyện gì với má hết trơn á. Mà anh Lộc á thì anh đi học xa nhà. Má ở nhà một mình chắc má buồn lắm. Có khi má về nhà anh chị ba lại vui hơn đó má. Đau. Đau cái gì mà đau? Ra đường láo cho người ta đánh. Không nhờ má tôi là bỏ xác ngoài đường rồi đó. Tao đã đau rồi, còn gặp mày càm ràm nữa. Nhức cái đầu quá. Tại má mày, ai mượn bả đỡ đồ cho tao? Bây giờ mày kể công. Nè. Nè. Xui xẻo. Bây giờ xách đít đi đâu vậy hả? Ở nhà phụ tôi cút đất chứ.
Tao đi đâu kệ mẹ tao. Mày hỏi đon hỏi ren để làm cái gì? Cuốc đất không phải chuyện của tao. Rồi đem đầu máu về báo hại tôi hả? Nhìn chồng người ta phát ham, nhìn mặt chồng mình á, muốn kêu lính bắt à? Cái con đàn bà lăng loàn kia, bây giờ mày còn ham hố thằng nào nữa hả? Mày đừng có chọc tức tao nghe. Tao mà tung hê lên á là cả dòng họ mày đội quần à. Anh Thành. Ủa Lan, có chuyện gì vậy? Thấy anh về tôi mừng quá. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi mong anh từ chiều tới giờ. Mà là chuyện gì? Tôi muốn rời khỏi đây một thời gian. Sao vậy? Cô tính về nhà luôn hả? Thằng em họ của tôi á, nó bị tai nạn. Tôi muốn đi chăm sóc cho nó. Em của cô bị tai nạn? Dạ. Có nặng lắm không? Đang ở nhà hay là ở bệnh viện? Bây giờ nó ở bệnh viện nào tôi cũng không biết nữa. Tôi chờ anh về để xin phép anh, rồi tôi chạy đi mấy cái bệnh viện để kiếm nó. Em của cô tên họ là gì? Địa chỉ ở đâu? Để tôi nhờ bạn bè ở khu vực này tìm kiếm giúp cô. Vậy mà tôi cũng không nghĩ ra được. Em của tôi nó tên là Trần Vui Mừng. Trần Vui Mừng là em của cô hả? Dạ đúng rồi. Bộ anh biết nó hả? Cậu ta là bệnh nhân mà tôi đang theo dõi. Cái gì vậy nè? Anh Lộc ơi, em xin lỗi anh. Em không muốn những chuyện này. Em không muốn đâu. Nếu giữ em lại đi anh, đừng để em lún sâu hơn nữa. Anh ơi, em yêu anh. Em yêu anh mà. Mình phải dừng lại. Mình không thể tiếp tục được nữa. Phải dừng lại thôi. Con mở mắt ra nhìn má đi con. Má phải làm sao con mới chịu tỉnh lại đây. Mừng ơi là Mừng. Mừng ơi Mừng. Tỉnh lại đi con. Mẫu Lan, con tới gặp mợ sao con? Là con đây rồi. Con ơi, mợ mừng quá. Là người, mợ có lỗi với con nhiều lắm. Mợ xin lỗi con. Con về đây thăm thằng Mừng. Chuyện đó mợ đừng có nhắc tới nữa. Con ơi, thằng Mừng mê man mấy ngày nay không chịu tỉnh lại. Mợ sợ quá con ơi, mợ sợ lắm. Cô Trang Đại, tối rồi cô kiếm tôi có chuyện gì không? Anh cầm lấy đi. Rồi lại đưa tiền cho tôi. Thì ngày mai anh đi tìm em của chị Lan. Họ ở bệnh viện thị xã hay bệnh viện tỉnh anh còn chưa biết. Anh cứ cầm lấy đi, biết đâu cần dùng tới. Cô có lòng tốt, tôi biết ơn nhiều lắm. Nhưng thiệt lòng, tôi không có dám nhận số tiền này đâu.
Ông hai và cô cho tôi ngày mai nghỉ là đủ lắm rồi. Cô giữ lại giùm tôi nghe. Anh đã nói coi tôi là anh em, thì anh em bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện thường tình. Sao anh lại không nhận chứ? Anh lúc nào cũng khách sáo, lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi hết trơn á. Cô Trang Đài à, tôi biết là cô tốt với tôi nhiều lắm. Thiệt lòng tôi cũng rất quý mến cô, nhưng bắt buộc tôi phải giữ khoảng cách với cô, vì tôi không muốn ông hai phải phiền lòng. Cô hiểu cho tôi nha. Anh đã nói vậy rồi thì tôi còn biết nói gì nữa. Được rồi, thì anh cứ giữ khoảng cách với tôi đi. Nhưng mà tiền á thì anh phải nhận. Anh không nhận là tôi giận anh à. Cô có giận á thì tôi cũng chịu thôi, nhưng mà tôi không thể nào nhận số tiền này được. Cô đừng lo, hồi chiều ông hai đã cho tiền tôi rồi. Tự nhiên tôi thấy mệt quá, tôi muốn ngủ sớm. Cô cũng vô nhà đi nha. Ông nội tôi cho anh á thì anh nhận, còn tôi cho anh á, anh không nhận là sao? Sao mà lại đối xử với con như vậy hả mẫu? Cô Lan, mẹ xin lỗi con. Lúc đó mẹ muốn làm vậy để gạo nấu thành cơm, để con ngoan ngoãn theo người ta về làm vợ. Mẹ nghĩ mẹ làm như vậy là gì tốt cho con. Mẹ muốn tốt cho con, mẹ đem cuộc đời con gái của con đi bán cho người ta, như vậy là tốt cho con sao hả mẹ? Mà giết chết cuộc đời của con rồi. Mẹ ơi, xin lỗi con, xin lỗi con Lan ơi. Chính vì những điều mà gây ra cho con như vậy mà thằng Mừng ngày nay nó mới chịu hậu quả như vậy. Bây giờ mà không biết bám víu vô đâu hết trơn. Mẹ chỉ mong là lòng bao dung của con sẽ soi khiến cho thằng Mừng nó tỉnh lại. Con ơi, con tha thứ cho mẹ nghe con. Mẹ xin lỗi. Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đứng lên đi. Con ơi, con tha thứ cho mẹ nghe con. Kiếm sao mà nguyện làm trâu làm bò để mà đền tội cho con. Chỉ cần con tha thứ cho mẹ thôi, con tha thứ cho mẹ là thằng Mừng nó sẽ tỉnh lại. Thằng Mừng mà nó có bề gì thì mẹ làm sao sống nổi. Mà làm sao sống nổi con ơi. Thằng Mừng nó sẽ khỏe lại thôi, mà đừng có lo lắng quá. Tại sao tối qua em lại không tới? Làm anh đợi em mỏi mòn luôn. Cả đêm mình không ngủ được, cứ lo em bị gì. Nên sáng sớm anh chạy tới đây để gặp em nè, để được yên tâm hơn và cũng được đỡ nhớ. Đang có má chồng em ở đây đó, đừng có làm mẫu. Đi về đi. Không được, anh đang cần nói chuyện với em. Phương à, anh nhớ em lắm. Hay là em ra quán cà phê nơi chúng ta thường gặp, anh đợi em ngoài đó nghe. Không có được, bây giờ em không thể nào đi ra khỏi nhà được. Anh đừng có chờ em nữa. Từ nay em cũng sẽ không gặp anh nữa đâu. Anh về đi. Phương, sao vậy? Bộ anh làm gì em giận hả Phương? Phương ơi, Phương. Dạ chồng ơi. Anh đợi em chút nha. Anh kiểm tra có đủ chưa?
Thôi, tạm thời nhiêu đây thôi. Tôi sẽ theo dõi. Nếu từ đây tới tối mà tôi thấy không ổn, sáng mai tôi sẽ lại lấy thuốc thêm. Tôi về. Chàng ràng ở đây làm gì nữa, má xuống dưới nấu cơm đi. Mệt thiệt á. Anh làm gì mà chặn đầu xe tôi vậy? Đón đây chứ đón ở đâu? Chứ không lẽ chú muốn tôi đón chú ngay cái chỗ mà chú tâm thằng Mừng hả? Ê, ăn nói cho đàng hoàng nha. Thằng Mừng nào ở đây? Là cái thằng mà nó nói tôi sẽ nói chuyện này cho chị Trang Đài biết. Anh đừng có giận với tôi. Xong rồi nó đi. Chú rồ ga mạnh lắm mà. Đứng ở đây nói chuyện không tiện. Kiếm chỗ khác nói chuyện được không? Cái chỗ này làm gì không tiện nói chuyện. Đừng có nói lớn cho mọi người biết thôi. Chứ mọi chuyện cứ bình thường. Vậy bây giờ anh muốn cái gì? Tiếc quá. Tướng tá mặt mũi bảnh tỏn như vậy. Tiếc quá. Anh muốn cái gì thì anh nói đi. Tôi biết chú rành quá mà. Chú khỏi phải đóng kịch với tôi nữa. Chú chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Chú bây giờ thất nghiệp. Gia đình thì phá sản. Chủ nợ thì báo giấy. Cái nhà bự chà bá của chú ở thị xã bán cho người ta rồi. Gia đình của chú bây giờ ở nhà thuê. Tôi đâu có sai gì không? Đúng. Anh nói không có gì sai hết. Anh biết hết hoàn cảnh gia đình của tôi rồi. Bây giờ anh còn muốn cái gì ở tôi nữa? Tôi nói thẳng cho anh biết, tôi không có tiền để đưa cho anh đâu. Chú đang nói giỡn hay là nói thiệt vậy? Cái này là chú cố tình liền nghe chưa? Anh có bớt nói như vậy được không? Tôi chặn chú lại là tôi biết điều với chú. Còn chú không có biết điều với tôi. Chú nghĩ coi, bây giờ tôi tung tin này lên, công an mà biết lập tức còng tay chú. Nhưng mà bản thân tôi nè, đâu có muốn như vậy. Bây giờ anh muốn cái gì? Tôi muốn đôi bên cùng có lợi. Chú chỉ cần đưa cho tôi một số tiền kha khá thì chuyện này... vậy nè. Sống để bụng, chết mang theo. Không có người thứ ba biết chuyện này. Quá đơn giản. Hoàn cảnh tôi bây giờ như vậy đó, tiền đâu mà đưa cho anh chứ. Đó là chuyện của chú. Tôi thấy thương tình cho chú quá. Thôi thì bây giờ chú chỉ cần đưa cho tôi 10... thôi 5 cây vàng thì tôi sẽ giữ bí mật. Bí mật mãi mãi là bí mật. Quá rẻ. Anh bị điên hả? Tiền không có lấy đâu mà 5 cây vàng đưa cho anh chứ. 2 tuần. Đúng 2 tuần để cho chú làm chuyện này. Tôi nghĩ chỗ thân tình với nhà ông Hai Trưởng. Hình như chú đang muốn làm rể với cháu gái của ông Hai Trưởng phải không? Trời đất ơi, gia đình nhà gái tương lai giàu có như vậy thì 5 cây vàng quá đơn giản mà, đúng không? Thôi ráng đi. Như vậy đi ha. Tao nói cho mày biết, tao chứ không phải là thằng Mân đâu các bạn. Gặp nhau rồi. Người ta gặp nhau
mắc gì mình phải khóc chứ. Thiệt vô duyên hết sức. Bác sĩ có nói sức khỏe mừng sao rồi mà? Tôi cũng không biết sao nữa. Bây giờ thì chỉ còn nước cầu trời khẩn Phật thương giùm mà thôi. Mà bình tĩnh đi, đừng có khóc nữa. Ráng giữ gìn sức khỏe mà lo cho em mừng. Chứ để tới khi nó tỉnh lại á, rồi tới phiên mợ bệnh á, thì khổ nữa. Cậu, cảm ơn cậu. Cậu đã lặn lội đi tìm mà thăm má con tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ. Con, chắc cậu Tùng cũng đói rồi. Con dắt cậu Tùng xuống căng tin cho cậu ăn gì đi con. Mợ à, cơm căng tin dở lắm. Để tí nữa anh Tùng anh về, trên đường anh gặp cái gì đó ăn ngon hơn. Lan à, cảm ơn anh đã tới thăm thằng Mừng. Thôi anh về đi, cũng trưa rồi đó. Lan. Mợ, mợ cũng về nghỉ đi. Thằng Mừng để đó con chăm cho. Mợ về nghỉ đi. Lan, nói chuyện với anh chút nha. Em đang bận chăm thằng Mừng rồi. Anh đi về đi. Chỉ một chút thôi mà. Đi đi con. Đi đi. Đi đi. Thưa mợ, con về trước. Cảm ơn cậu nhiều nha. Con Lan nó sao vậy? Chắc là nó vì chuyện đó mà. Trời ơi Lan ơi. Lan, có chuyện gì anh nói đi. Em còn nhiều việc phải làm lắm. Em sao vậy Lan? Em đâu có sao. Em bình thường mà. Lan à, mấy ngày rồi anh không gặp em. Anh lo cho em lắm, anh nhớ em nhiều lắm. Nhưng thái độ của em vậy là sao hả Lan? Những gì em nói với anh quên rồi sao? Tụi mình không thể là vợ chồng được. Em nói gì vậy Lan? Rõ ràng hôm đó em đỡ. Hôm đó vì anh bị bệnh, vì thấy bác Sáu lo lắng cho anh, em bắt buộc phải nói những lời đó để anh vượt qua. Anh đừng để ý những gì em nói, đó không phải là sự thật đâu. Không Lan, em đừng nói gạt anh. Rõ ràng là em đang nói dối với anh. Anh biết là trong lòng em vẫn có anh mà, đúng không Lan? Anh nói không sai. Tình cảm của em dành cho anh vẫn không thay đổi. Nhưng mà em đã chọn con đường của mình rồi. Con đường đó tốt cho cả anh và em nữa. Con đường em chọn là lấy một ông già mà em không yêu sao? Anh không tin. Anh sai rồi. Con đường của em chọn tốt lắm. Anh nên chúc mừng cho em mới phải. Anh Thành. Ủa? Anh Thành. Lan. Đây là anh Tùng, người bạn thân nhất của em từ hồi nhỏ tới giờ, người mà em hay kể cho anh nghe đó. Còn đây là anh Thành, bác sĩ của bệnh viện này. Mấy ngày hôm nay em ở nhà anh Thành. Anh Thành chăm sóc cho em chu đáo lắm. Anh Tùng đừng có lo cho em nha. Chào cậu. Tôi có nghe Lan nói về cậu rất là nhiều. Hôm nay mới được gặp cậu, tôi rất là vui. Thôi, cũng trưa rồi. Anh Tùng đi về đi. Cho em gửi lời thăm bác Sáu nha. Anh. Hả? Em phải về nhà nấu cơm. Anh đưa em về nha. Đi, mình đi đi anh. Lan à, sao cô... Xin lỗi anh.
Em nói gì vậy? Em không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao Phương? Em hiểu. Em biết là anh thương em nhiều lắm. Nhưng mà anh Thông à, em đã nghĩ kỹ rồi. Bây giờ mình không thể nào tiếp tục mối quan hệ này nữa. Mình dừng lại vậy sẽ tốt hơn. Em nghĩ cái gì vậy? Chúng ta không gặp nhau mà tốt hơn sao? Không đâu Phương à. Phương, em hãy nói cho anh biết, em có vui khi ở bên anh không? Em có. Ở bên cạnh anh, em thấy mình được nâng niu, chiều chuộng, em vui lắm. Vậy tại sao em lại từ chối gặp anh? Tại vì em sợ gia đình em bị đổ vỡ. Em không muốn có lỗi với chồng em đâu anh Thông mà. Em còn yêu chồng em nhiều lắm, anh cũng hiểu mà. Thì có cái gì đâu mà em phải lo. Chỉ cần hai đứa mình á, giữ gìn thật kín đáo thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Em có thể giữ được gia đình hạnh phúc của mình, và bản thân của em lại được hưởng sự ngọt ngào. Như vậy không tốt hơn sao? Từ nãy giờ anh không hiểu ý em nói à. Em đã nói là em không muốn có lỗi với chồng em. Em không muốn gia đình của em bị đổ vỡ. Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Anh nội, con đã nói á, là nội giao công việc cho con coi sóc, đỡ đần cho nội. Nội lớn tuổi rồi, cứ đi lên đi xuống Sài Gòn, rồi quản lý ruộng đất ở đây nữa, sức khỏe đâu mà chịu cho nổi. Chuyện của con á là chuyện ở trong nhà, trong cửa kìa. Giỏi đó lo đi. Còn muốn đỡ đần cho nội đó thì mau mau đi lấy chồng giùm cái đi. Nội. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Cảm ơn. Thôi. Nghe nội hỏi nè, thiệt sự là con không có một chút tình cảm nào với thằng Sơn hay sao? Nội, với anh Sơn á, con chỉ coi ảnh là người bạn bình thường thôi. Nội thấy á, mặc dù con đã từ chối nó rồi, nhưng mà gia đình ở bên bển với thằng Sơn á, vẫn còn nuôi hy vọng. Có khi nào con suy nghĩ lại không? Nội, con thấy anh Sơn ảnh kỳ lắm. Là sao? Có khi nào con thử mở lòng ra với thằng Sơn một lần nào đó chưa? Anh Thành à, anh có giận tôi không? Cô có làm gì cho tôi giận hả? Chuyện hồi trưa tôi đã nói bậy bạ. Thành thật xin lỗi anh. Tại vì lúc đó tôi... Không có sao đâu. Tôi không có giận gì cô đâu mà. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi có thắc mắc, tại sao cô lại nói những lời dứt tình với người đó, khi mà lòng cô thì lại khác? Tôi có nỗi khổ riêng của mình. Tôi làm như vậy là tôi muốn tốt cho người đó, nên tôi mới cố tình như vậy thôi. Tôi thấy không tốt chút nào cả. Chắc chắn là người đó sẽ rất là đau khổ. Ngay cả cô cũng vậy mà, đúng không? Nhưng rồi anh ấy sẽ nguôi ngoai nhanh thôi. Tôi tin là tương lai của anh sẽ tốt đẹp hơn. Chắc chắn là như vậy. Còn cô thì sao? Cô không nghĩ cho bản thân của mình à? Sao cô cứ gây phức tạp cho hai người vậy? Tôi không còn xứng đáng với anh ấy nữa. Vì tôi muốn tương lai sau này của anh ấy sẽ tốt hơn. Cô đừng có hạ thấp bản thân, đừng tự nhận thiệt thòi về bản thân như vậy chứ. Sao cô không chia sẻ với người đó những vấn đề mà cô đang gặp phải, mà cô cứ chịu đựng một mình như vậy à? Khó khăn lắm tôi mới quyết định được như vậy. Xin anh đừng có hỏi thêm nữa, được không? Thôi được rồi, nhưng mà cô phải hứa với tôi một chuyện. Cô không có được khóc nữa, được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Mấy ngày qua tôi ở nhà anh, tôi làm việc anh nhiều rồi. Tôi không thể sống nhờ vào lòng tốt của anh nữa. Với lại bây giờ tôi cũng cần tiền để phụ với mẹ Út lo cho thằng Mừng. Tôi đã kiếm được việc làm rồi. Từ ngày mai
tôi sẽ làm việc phụ cho người ta ở ngoài chợ. Sao trùng hợp vậy? Ý anh là sao? Tôi cũng đang tính nói cho cô biết, tôi đã tìm được cho cô một công việc rất là tốt. Cô còn nhớ lần trước tôi có kể cho cô nghe về người vợ sắp cưới của tôi không? Tôi nhớ. Mẹ của cô ấy có một sạp vải ở thị xã đang cần người phụ. Sau khi nghe tôi kể về cô, bác ấy liền muốn mời cô về phụ giúp. Còn bác tôi là chiều mai phải chở cô qua đó để ăn cơm với bác ấy. Tôi cảm ơn anh. Còn đây là anh Thành, bác sĩ của bệnh viện này. Mấy ngày hôm nay em ở nhà anh Thành. Anh Thành chăm sóc cho em chu đáo lắm. Anh Tùng đừng có lo cho em nha. Cũng trưa rồi, anh Tùng đi về đi. Cho em gửi lời thăm bác Sáu nha. Em phải về nhà nấu cơm, anh đưa em về nha. Không đúng, không thể nào như vậy được. Cậu Tùng à, cậu suy nghĩ kỹ đi. Cậu có thể cho con Lan được cái gì chứ? Nếu như con Lan làm vợ cậu, liệu nó có được hạnh phúc khi nó phải làm dâu trong một gia đình phức tạp như nhà của cậu? Nếu như cậu thương nó, thì cậu phải vui khi thấy nó có được người khá giả, có địa vị để mắt tới. Vì nó, cậu hãy để cho nó được đổi đời đi ha. Con biết là trong lòng cô Lan vẫn còn có con. Là sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi sống với một người mà cô ấy không yêu đâu. Thì bây giờ nó không yêu, nhưng chắc chắn sau này nó sẽ yêu, sẽ thương người ta. Bây giờ chỉ cần cậu để cho nó yên mà thôi. Mà lần này không phải là ông già quá vợ nữa, mà là một bác sĩ vừa trẻ vừa đẹp. Người ta thương nó dữ lắm. Mà tôi cũng nói thiệt với cậu, lần này là nó tự nguyện, chứ mà Út không có ép uổng gì nó. Tùng à, nếu như con còn thương con Lan á thì con đừng bao giờ tìm gặp con Lan nữa nghe con. Lan à, sao con không chịu cho mợ nói sự thật vậy? Mợ sẽ quỳ xuống mà xin lỗi cậu Tùng. Chuyện này con đâu có lỗi đâu, cậu Tùng sẽ hiểu con mà. Con đâu cần phải tránh mặt cậu Tùng. Mợ à, không phải vì chuyện này đâu, con sẽ giải thích cho mợ biết sao. Lộc à. Dạ. Má muốn nói chuyện về vợ con. Vợ con làm điều gì không phải với má hả? Không, chỉ là nó gần đây á, nó đi chơi hơi nhiều. Má, Phương lớn lên ở chợ, không có giống mấy cô gái ở quê của mình. Con không thể nào bắt cổ rú rú suốt ngày trong nhà được. Với lại thời gian này con thường xuyên vắng nhà, con nghĩ nên để cho cổ ra ngoài gặp bạn bè cho vui đó má. Nhưng mà nó đàn bà mà, cứ đi ra ngoài lỡ xa vô cạm bẫy rồi có chuyện gì sao con? Con hiểu tính Phương mà má. Má đừng có lo. Má không biết á, hồi đó có rất nhiều công tử con nhà giàu theo đuổi cổ, nhưng cổ nhất quyết không ưng, lại đi chọn một đứa quê mùa nghèo kiết xác như con của má đây. Giờ tụi con đã là vợ chồng rồi, còn gì phải lo nữa hả má? Nhưng đôi khi... Má ơi, dạ con mời má xuống ăn cơm. Anh, xuống nhà ăn cơm luôn đi. Hôm nay em nấu toàn mấy món anh thích không á. Ừ, xuống liền đi. Đó, má thấy chưa, vợ con thương con nhất mà.
Ủa, bữa hổm nội nghe nói là con đi làm rồi, mà bữa nay rảnh lắm hay sao tới chơi giờ này? Dạ, ta đang trong giai đoạn bàn giao công việc nên con được rảnh thưa nội. Trang này đâu mà con không thấy hả nội? Chắc nó chạy ra ngoài giường. Hổm rảnh nhỏ này rảnh cái nó giọt ra ngoài giường. Nội, con có cái này hỏi nội. Lỡ có sai nội bỏ lỗi cho con nha nội. Cái gì mà rào trước đoán sau dữ vậy nè? Thôi được rồi, nói đi. Nội không sợ Trang Đài với cậu Tùng có chuyện gì hả nội? Không. Nội tin cậu Tùng? Là nội tin con Trang Đài. Con Trang Đài nó là một đứa có ý chí mạnh mẽ, có nghị lực, biết suy nghĩ. Nội tin nó là nó sẽ không làm bất cứ một điều gì khiến cho nội mất mặt hay là thất vọng. Con cũng tin Trang Đài á, nhưng mà cậu Tùng con không có tin. Thằng Tùng thì nó cũng không phải là một người xấu. Vậy còn Chiếc Lắc thì sao hả ông? Chiếc Lắc hả? Nói thiệt là tới bữa nay cũng chưa tìm ra được Chiếc Lắc. Nhưng mà nội vẫn tin là thằng Tùng nó không phải là người lấy Chiếc Lắc. Dạ, tôi đã tốn không ít công sức mà cả hai ông cháu được không nghi ngờ nó là sao. Anh Tùng, bộ anh đang buồn chuyện gì hả? Hay anh đang lo lắng cho em của chị Lan? Thái độ này của anh đâu phải là lo lắng chứ. Hay là anh với chị Lan giận nhau? Thôi được rồi, tôi sẽ đi gặp chị Lan một chuyến. Cô gặp Lan để làm gì? Thì tôi thấy hai người đang hổng vui, tôi sợ chị Lan giận anh. Tôi chỉ muốn tới nói chuyện rõ ràng với chị Lan để chị khỏi giận anh thôi mà. Không cần đâu, Lan sắp lấy chồng rồi. Lấy chồng? Không có chuyện đó đâu. Chắc chị Lan chỉ giận anh cho nên chị nói vậy thôi à. Hai người thương nhau vậy, sao chị bỏ anh đi lấy chồng dễ dàng vậy được? Trang Đài. Vậy thôi, tôi vô nghe. Anh nữa hả? Anh muốn gì ở tôi? Chú mày không có cúng cho anh, anh phải đeo bám chú mày thôi. Khổ quá. Không phải là tôi không muốn giải quyết cho anh. Anh thấy hoàn cảnh gia đình tôi đó, làm sao tôi có thể giải quyết cho anh? Do chú mày không có nghe lời thằng này. Chỉ cần chú mày ép ông nội vợ của chú mày về ra thì giải quyết được mọi chuyện, đúng không? Nói thiệt cho anh biết luôn, tôi đang đau đầu con Trang Đài nè. Bây giờ nó không đồng ý lấy tôi hả? Chuyện gia đình tôi mà lộ ra, ông hai ông cấm cửa tôi luôn nè. Chứ đừng nói chi là chuyện làm cháu rể. Anh cứ thư thả cho tôi vài bữa đi. Đợi khi nào con Trang Đài nó lọt vào trọng á, tôi sẽ trả đủ cho anh. Chứ anh mà chặn đầu xe tôi về hoài á, lỡ bể chuyện ra anh không có một cách. Đúng rồi đó, chuyện lớn không có gấp gáp được. Nhưng mà chú mày không có qua mặt anh nghe. Biết rồi, bây giờ tôi đi được chưa? Mời qua trạm. Bà mày, không chịu theo mày cũng đâu có được. Ủa anh? Em có mua cho anh mấy cái áo mới nè. Em cũng giặt sạch sẽ xong hết rồi đó, nhớ lấy mà mặc đó nha. Anh biết rồi. Dạo này em đi chơi thường xuyên, bỏ má một mình ở nhà đúng không?
Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Hay là má lại than phiền với anh gì rồi? Má không có than phiền gì hết á. Tại má sợ con dâu của má ra đường gặp nhiều cạm bẫy nên má bị anh nhắc em vậy thôi. Lâu lâu em mới đi ra ngoài để ăn tiệc hay là đi ăn uống với bạn bè đồ thôi. Vậy mà má cũng nói được nữa. Em đừng có trách má. Em yên tâm đi, anh đã giải thích với má rồi. Còn về phần em, anh không có cấm cản em đi chơi với bạn bè. Là phụ nữ, giả lại chồng đang ở xa, em ra ngoài nhiều không có tốt đâu. Bộ anh sợ em ra ngoài nhiều rồi người ta cướp mất em hả? Còn lâu mới có người thương em như anh đó. Em sao vậy? Anh nói không đúng hả? Anh Lộc, em yêu anh. Anh cũng vậy. Lộc ơi, ra má nói nè con. Dạ, con ra liền má. Cái giò mày sao rồi? Đỡ đau chưa? Dạ đỡ đau rồi ba. Mày mốt á, mỗi lần mà tao nóng á, tao xỉn á, mày trốn đâu xa xa đi. Mày đứng gần tao có ngày tao đập cái chất quang nghe chưa? Dạ. Nè, đưa giấy đây. Ăn nhiều vô, ăn cho mau lành cái giò nghe chưa? Dạ. Trời ơi, bữa nay chắc bão lớn quá. Trời đang nắng đẹp vậy, bão bông cái gì? Tầm xa. Chứ từ trước giờ có bao giờ ông quan tâm nói vậy đâu. Đi về coi. Đi về. Tao đi ngàn bãi rác, thấy ai quăng cái tó này, tao lượm về cho mày nè. Đâu, chống đi thử coi. Đó, chống này lên, rồi đi chân kia, thử coi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Dạ, đúng là dễ đi thiệt luôn á ba. Thì đúng rồi, tao nói có gì sai đâu. Ăn cơm đi. Dạ. Dạ cảm ơn ba. Cơm đi. Thím Út á, đúng là cái số sướng. Ai như tôi quần quật cả ngày, từ hồi lấy chồng giờ chưa biết một ngày nào là nhàn nhã hết. Tại chị giỏi, tiền bạc một tay chị kiếm ra không mà, đâu như em đâu, toàn ngồi không ở nhà ăn bám chồng. Trời ơi, tôi thèm được ngồi không ở nhà ăn bám chồng mà không được nè. Lấy phải ông chồng bất tài vô dụng như anh hai của thím á, bây giờ mà ngồi không nữa chắc cả nhà kéo nhau đi ăn mày quá. À, mày cũng nói á, em có phước lắm mới lấy được anh Lộc. Mà đúng, em thấy là em có phước thiệt. Ảnh cưng em lắm, em muốn gì cũng chịu em hết á. Có được người chồng ngon lành, ráng mà giữ đó nghe. Gì chứ, cái đêm không có sợ đâu. Ảnh thương em không hết đó chứ. Với lại tánh anh Lộc anh cũng đàng hoàng, em không có sợ mất ảnh đâu, chị đừng có lo. Vậy là thím không biết rồi. Bây giờ thím ở chung với má, thím phải càng cảnh giác hơn. Cảnh giác? Ừ. Cảnh giác ai? Má hả? Đáng lẽ ra
tôi không có nên nói chuyện này cho thím Út nghe. Mà chắc chú Út cũng chưa kể ha. Nhưng mà tôi nghĩ mình là chị em phụ nữ, chị em bận dâu với nhau, nên tôi nói cho thím Út biết để có gì thím đề phòng. Chị hay nói chuyện gì mà nghe nghiêm trọng quá vậy? Hồi trước á, má không có muốn cưới thím cho chú Út. Bị má chê thím yếu đuối, không biết làm ruộng, rồi nhà thím cũng không có nhiều tiền của. Chú Út á thì được cái bảnh bao, có ăn có học, được cái mà đẹp trai, nên thành thử ra mấy cô con gái nhà giàu á cũng theo chú Út dữ lắm. Má là má có ý muốn cưới con Tím cho chú Út. Con Tím là bây giờ nó làm chủ nhà máy xay lúa với mình đó. Nhưng mà thời đó đó, con Tím nó vừa mập vừa đen, nó xấu quá, chú Út không có chịu. Nhưng tôi nghe đâu đó, con Tím nó ế tới bây giờ. Mà đến bây giờ nó vẫn còn mơ tưởng đến chú Út nghe. Mỗi lần mà gặp tôi đi chợ, nó chặn đường lại, nó hỏi thăm chú Út. Mà tôi còn nghe, mỗi lần mà má đi về dưới, má đều ghé vô trong đó nói chuyện với nó một thôi một hồi. Mà bây giờ nghe đâu á, con Tím á, bây giờ nó không còn mập nữa, biết chân diện lắm, trắng trẻo thanh mảnh, chứ không còn quê mùa mập đen như hồi xưa. Bởi vậy thím á, thím phải biết lấy lòng má, chứ nếu không á, má tỉ tê riết, chú Út cũng phải thay lòng đổi dạ. Thím biết rồi đó, mấy ông con trai nhà này nghe lời má dữ lắm. Thử coi thím có còn là con dâu ngoan hiền hiếu thảo hay không. Thím sống với má rồi á, thím phải biết thông cảm cho vợ chồng tôi. Người ngoài nhìn vô á, cứ nói là vợ chồng tôi bất hiếu với má, nhưng mà sống trong chăn mới biết chăn có rận. Cái gì cái, vợ chồng con cái mình ở với nhau á là vui vẻ, có thêm một người nào thôi là mất hạnh phúc liền. Vợ thằng Lộc á, đối xử với má có tốt không? Nó đối xử tốt lắm con à. Thằng Đức thì sao rồi? Nó đỡ nhiều rồi, giờ đợi tới ngày tháo bột thôi. Cũng may là con nít xương nó mau lành hơn người lớn. Nhưng mà nói vậy chứ không được ý y, cũng phải để ý nó ngang. Con biết rồi, con là mẹ, chứ phải trâu chó gì đâu mà không biết thương con. Chỉ tại... Ai nói con là trâu chó không biết thương con? Tiểu à, má hiểu tâm trạng của con, nhưng mà chuyện nó qua lâu rồi con. Thằng Đức nó cũng đâu phải là người gây ra tội. Thôi bây giờ nếu mà con không quên được á, con có ghét, con ghét má đi. Con đừng có ghét thằng Đức, tội nghiệp nó. Con biết rồi. Thằng Trung á, lóng rài còn chửi còn mắng diện Đức không? Thằng Chả đỡ nhiều rồi, mà dạo này hình như ma nhập hay sao á, lạ lắm rồi nha. Lạ là lạ làm sao? Thì yêu thương thằng Đức nè, quan tâm thằng Đức nè, rồi lượm ở đâu ra cây nạn rồi cho nó nữa chứ. Chắc nó hối hận vì chuyện làm cho thằng Đức gãy chân á mà. Cũng tội, nó mà không xa vô ba vụ đề đốm cờ bạc thì cũng đâu đến nông nổi vậy. Ủa, mà vợ Lộc đi chợ giờ chưa về? Hồi sáng giờ nó cho má ăn gì chưa? Má ăn cơm nguội. Cho chắc bụng á mà. Má, má đừng có giận con nha. Thiệt ra là con muốn má ở... Điều, má hiểu mà. Đây nè, cầm tiền này, rồi cái về mua bánh kẹo cho thằng Đức nghe. Thôi, má để dành ăn trầu đi. Tao biểu cầm đi mà. Con nói thôi mà. Má con vợ thằng Lộc nói tới nói lui rồi má sống yên được hả? Không dám đâu. Thằng Lộc nó dặn ở nhà là phải lo cho má đàng hoàng,
không có được thiếu thốn cái gì hết trơn á. Với lại nó không dám hó hé với má tiếng nào hết á. Má nói cầm đi mà. Dạ thưa má, con đi chợ mới về. Ủa, chị ba mới lên chơi hả? Chị ra chơi với má nãy giờ. Thôi giờ trễ rồi chị về nha. Chị ba về chơi sớm vậy, ở lại chơi với má thêm xíu nữa đi. Thôi, bữa nào rảnh chị ra chơi. Con về nha má. Ráng lo cho con Đức nghe. Con biết rồi, chị về. Dạ chị ba. Đưa đây cho má. Dạ. Con không dám hó hé với má tiếng nào đâu. Má cứ chờ con đi. Mày nói mày không có tình ý với Trang Đại, tại sao mày cứ lẩn quẩn ở trong nhà này hoài vậy? Tao bảo đảm với mày, chỉ cần tao nói với ông nội một tiếng là mày sẽ được tự do ngay. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng bổn phận của tôi là phải làm việc cho nhà ông Hai tới hết thời hạn. Không có lý do gì mà tôi xin giảm án hết á. Đừng làm ra vẻ trách nhiệm nữa. Mày tưởng tao không biết mày đang nhắm đến gia sản của ông nội hả? Trang Đài là người thừa hưởng duy nhất. Mày chỉ cần cưới Trang Đài là mày có tất cả mà. Anh đang nói tôi hay đang nói ra suy nghĩ của anh vậy? Khốn nạn, mày nói chuyện với tao kiểu đó hả? Nè, tôi nhắc anh, cây sáo này là kỷ vật của ba má của Trang Đài tặng cho cổ. Anh mà phá nát nó như cây sáo của tôi là tự đi giải thích với cổ à. Mày, nè, còn chuyện gì muốn nói nữa không? Không tôi đi cắm câu à. Có lẽ còn nhiều điều nữa ở anh Sơn mà mình chưa biết, nhưng mà anh Tùng biết rất rõ. Hèn gì anh đã nhắc nhở mình nghiêm túc như vậy.